Bây giờ thì massage nhá, mình sẽ massage này, nó sẽ lên bọt này mọi người. Trong cái thành phần sữa tắm này này, nó có các cái hạt tinh chất. Các hạt tinh chất này sẽ là cái hạt tinh chất để cọ sát vào da của mình. Nó sẽ lấy đi tất cả các cái bụi bẩn ở trong lỗ chân lông của mình ra. Nó sẽ hút hết những cái sắc tố đen nám ở dưới da của mình. Nó sẽ hút hết ra, nó sẽ đẩy theo cái đường bọt này đi ra ngoài này mọi người này. Đó. Hello, xin chào mọi người, mình là Quỳnh Cun. Hôm nay thì sau khi mà cái vai diễn Nguyệt Anh của Quỳnh trong bộ phim Nàng Dâu đều được phát sóng thì khá nhận được một đống gạch để xây biệt thự luôn. Và sau đó thì Quỳnh cũng muốn chia sẻ luôn với mọi người là hai tháng trời Quỳnh ở trong Sài Gòn và làn da của Quỳnh mọi người không thể tưởng tượng được là Quỳnh bị bắt nắng một cách kinh khủng, đen xì hết cả người luôn. Sau đó thì Quỳnh nhận được lời mời tham gia bộ phim của Nhúc B. Thì Quỳnh quay đến tháng 6 Quỳnh quay xong phim trong Sài Gòn thì Quỳnh lại quay về miền Bắc. Đúng cái đợt nắng nóng đỉnh điểm mà mọi người biết là trời nắng 40 độ C. Và bọn Quỳnh phải vật vã quay bộ phim Quỳnh Nhúc B ở ngoài trời nắng nóng nguyên cả một ngày như thế. Gần như tất cả diễn viên không, chỉ có khi nào mà cắt cảnh quay thì mới có người giao che ô cho diễn viên để đứng thôi. Còn đâu tất cả từ ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt và cả người luôn. Có những cái hôm mà mặc quay cảnh áo phông là sợ kinh khủng, mọi người không biết là nó rát tay, nó tát đến mọi người Quỳnh bị nổi rộp hết cả lên. Bởi vì nó đen, nó bắt nắng xong là đen xì, nổi rộp, nổi mụn lên rồi. Nếu như mọi người đã từng gặp rất nhiều diễn viên ở ngoài thì mọi người thấy là có rất nhiều diễn viên sẽ bị đen đi. Nhưng một thời gian sau gặp lại thì mọi người lại thấy họ rất là trắng. Bởi vì diễn viên bọn Quỳnh rất là quan trọng đến cái vấn đề làn da của mình. Bởi vì làn da của mình khi mà trắng sáng thì sẽ thu hút mọi người hơn, thì sẽ lúc nào cũng tự tin đứng trước đám đông. Đi quay thì Quỳnh gặp chị Thanh Hương và chị Phương Ngoanh thì Quỳnh thấy mọi người đi quay, trời ơi, tại sao cũng quay phim gần một năm trời rồi sao ra mọi người vẫn trắng, vẫn sáng, vẫn mịn màng. Thì Quỳnh có hỏi mọi người là thì thấy mọi người đang sử dụng sản phẩm Skin Eye EC này, thì sau đó thì Quỳnh phải dinh ngay combo bộ sản phẩm này về nhà để Quỳnh sử dụng. Và mọi người biết không, thực sự là Quỳnh bị sốc luôn. Sau một thời gian dài thì làn da của Quỳnh đã trắng sáng bật tông, và ngay từ lần đầu tiên Quỳnh sử dụng nó đã bật tông lên rồi. Và giá của combo sản phẩm này thì rất là rẻ mà rất là vừa phù hợp với túi tiền của tất cả các bạn luôn. Một chai sản phẩm này sẽ chỉ có giá là 490.000 thôi. Và mua khi mà Quỳnh mua combo thì Quỳnh được tặng thêm một chai sữa tắm nữa. Và combo 3 sản phẩm là kem than hoạt tính ủ trắng là có giá là 490.000, và hai chai kem dưỡng da ban ngày và ban đêm cũng chỉ có giá là 490.000 thôi. Nhưng khi mà mua combo 3 sản phẩm này thì chỉ có giá là 1.470.000 và được tặng kem theo chai sữa tắm này nữa, nên là Quỳnh phải làm ngay cái bộ đôi, lại làm ngay một cái clip để review sản phẩm này cho mọi người. Và mọi người biết không, thực sự bây giờ mọi người nhìn thấy nhá, làn da của Quỳnh trắng đều và mịn màng. Nếu như ai đã từng gặp Quỳnh ở ngoài rồi, mọi người đều hỏi là làm sao mà để em có một cái làn da trắng sáng như thế này, thì Quỳnh chỉ nói là đẹp tự nhiên nhưng mà không tự nhiên mà đẹp. Và bây giờ không chần chừ gì nữa thì Quỳnh sẽ test ngay sản phẩm Skin AEC. Bước đầu tiên đó chính là sữa tắm, mình sẽ thay cho sữa tắm hàng ngày nha. Đây chính là cái sữa tắm sẽ kích thích làm nở lỗ chân lông của mình ra, để một chút nữa nó sẽ hấp thụ tất cả các cái dưỡng chất ở trong sản phẩm, 3 sản phẩm còn lại. Bây giờ thì Quỳnh sẽ làm ướt tay đã. Bây giờ mình sẽ cho sản phẩm sữa tắm ra tay. Bây giờ thì massage nhá, mình sẽ massage này, nó sẽ lên bọt này mọi người. Trong cái thành phần sữa tắm này này, nó có các cái hạt tinh chất. Các hạt tinh chất này sẽ là cái hạt tinh chất để cọ sát vào da của mình. Nó sẽ lấy đi tất cả các cái bụi bẩn ở trong lỗ chân lông của mình ra. Nó sẽ hút hết những cái sắc tố đen nám ở dưới da của mình. Nó sẽ hút hết ra, nó sẽ đẩy theo cái đường bọt này đi ra ngoài này mọi người này. Đó, các cái sắc tố này nó sẽ đen nám, nó sẽ theo những cái hạt tinh chất này nó sẽ theo đi ra ngoài. Mà một chút nữa chúng ta khi mà chúng ta massage như này này, các dưỡng chất nó sẽ thẩm thấu ở bên trong của da, các bụi bẩn nó sẽ được đào thải đi ra ngoài, sẽ là rất là tốt. Khi mà nó đã làm, khi mà cái bước sữa tắm này này, mình sẽ massage từ 5 đến 10 phút, sau đó mình sẽ tắm sạch lại bằng nước nha mọi người. Tắm sạch lại sau đó mình sẽ sử dụng kem ủ trắng than hoạt tính. Đây, mình sẽ massage như này để nó sẽ lấy hết tất cả các bụi bẩn. Tại vì bình thường mình đi ra ngoài mình sẽ các cái bụi bẩn nó sẽ bám vào da của mình rất là nhiều. Cũng giống như việc là khi mà mình đi về thì bước đầu tiên mình sẽ làm đó là chính là tẩy trang đúng không? Thì đây, bước đầu tiên của mình đó chính là dùng sữa tắm để mình tắm tẩy rửa, gột rửa đi tất cả những cái bụi bẩn từ sâu bên trong để đem lại cho mình một làn da trắng sáng. Và điều đặc biệt hơn là sẽ kích thích như một cái đường dẫn để mình hấp thụ tất cả những cái dưỡng chất còn lại của bộ 3 sản phẩm còn lại, để nó sẽ đi sâu vào trong làn da của mình hơn. Đó, đây. Đó, các cái hạt này thấy không? Bụi bẩn đấy, nó bẩn lắm thì nó mới ra nhiều bọt như này. Đây, bây giờ thì mình sẽ rửa đi cho mọi người xem.
giờ mình sẽ lau đi. Đấy, một tí nữa thôi nhá. Tí nữa đến gần cuối Quỳnh sẽ so sánh hai tay của Quỳnh cho mọi người xem được là nó sẽ bật tông ngay từ lần đầu tiên Quỳnh sử dụng. Đó, rồi. Bây giờ bước tiếp theo Quỳnh sẽ sử dụng đến kem ủ trắng than hoạt tính. Sau khi mà lỗ chân lông của mình đã được nở ra và bụi bẩn của mình đã được lấy đi hết rồi thì mình sẽ sử dụng than hoạt tính, mọi người thấy không? Than hoạt tính sẽ có cái màu đen như này này. Đấy. Bây giờ thì Quỳnh sẽ tiếp tục massage. Sau khi mình đã tắm bằng sữa tắm và lấy sạch đi hết tất cả các bụi bẩn và lỗ chân lông của mình đã đổ ra rồi thì mình sẽ dùng kem ủ trắng như này. Mình sẽ ủ từ nếu như các bạn không có thời gian thì các bạn sẽ ủ khoảng 15 phút, nhưng mà mình khuyên chân thành các bạn nên dành thời gian ủ 30 phút, từ 15 đến 30 phút để cho tất cả các cái dưỡng chất, các cái thành phần ở trong kem ủ trắng than hoạt tính như này có những cái dưỡng chất là vitamin E, vitamin B3 này và các cái dưỡng chất trong dầu ô liu ở trong than hoạt tính sẽ kích thích và nuôi dưỡng từ sâu bên trong của mình ấy, để nó thúc đẩy quá trình sản sinh ra collagen giúp da của mình trắng sáng và mịn màng và săn chắc lại từ sâu bên trong của mình. Muốn nuôi dưỡng da đẹp thì phải là nuôi dưỡng từ sâu bên trong thì nó mới đẹp được bạn. Nên là đó, những bạn nào mà kiểu da đen lâu năm, dù da đen từ bé đến lớn, các bạn chỉ cần sử dụng Skin ANC thì Quỳnh đảm bảo 100% các bạn sẽ trắng sáng bất tông. Các bạn chỉ sử dụng một tháng thôi, da các bạn đã khác hẳn lắm rồi. Mà bây giờ tí nữa Quỳnh sẽ so sánh cho mọi người xem là hai tay của Quỳnh sau khi sử dụng như nào nhá. Đây, mình sẽ massage như này. Mình sau đó mình cứ, trong thời gian ủ thì mình sẽ massage để các cái dưỡng chất sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong. Và nếu như mà các bạn nào muốn được tư vấn kỹ hơn ý, thì các bạn hãy để lại số điện thoại dưới clip này thì chuyên viên tư vấn của Skin ANC sẽ gọi điện và tư vấn cho mọi người. Nhưng mà Quỳnh khuyên mọi người nên sử dụng combo bộ ba sản phẩm này để tặng kèm theo chai sữa tắm này nữa. Đây, khi mình massage như này thì các dưỡng chất sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong. Các dưỡng chất từ vitamin B3, vitamin E, các dưỡng chất trong dầu ô liu, mọi người biết là dầu ô liu nó tốt và quan trọng như thế nào rồi đúng không? Đó, các cái hạt trong than hoạt tính này nó sẽ kích thích, nó sẽ hấp thụ và nuôi dưỡng da của mình sẽ trắng sáng mịn màng như da em bé luôn. Rồi đấy, bây giờ thì Quỳnh chỉ biết nói cảm nhận, thực sự là Quỳnh không thể nào nói cho chút được vì Quỳnh chỉ muốn nói cảm nhận của mình để cho mọi người hiểu thôi. Nên mọi người phải trải nghiệm, mọi người phải sử dụng thì mọi người mới thấy được có đúng như lời Quỳnh nói hay không. Bởi vì các anh chị em trong nghề mọi người dùng cái này sản phẩm nhiều lắm ý, ai cũng dùng sản phẩm này. Vì ra ngoài sản phẩm này nó sẽ nuôi dưỡng được sâu bên trong nên mình sẽ không sợ bị bắt nắng mọi người ạ. Đó, Skin Eye hoàn toàn 100% làm từ thiên nhiên và sản xuất tại Hàn Quốc nên rất là an toàn và không gây kích ứng nữa. Đó, bây giờ thì Quỳnh sẽ lau đi cho mọi người xem nhé, Quỳnh sẽ rửa thật sạch đi. Mọi người thấy không? Đó, đây chính là hiệu quả đem lại sau khi mà các bạn sử dụng. Và bây giờ điều bất ngờ Quỳnh sẽ lại cho mọi người xem là gì không? Quỳnh sẽ so sánh hai tay cho mọi người xem. Thấy không? Đó, mọi người thấy không? Nhìn này, da bên này trắng bật tông lên rất là nhiều đúng không? Trắng lắm luôn, mà trắng kiểu mềm mịn đấy, hai tay này. Đấy. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ test kem dưỡng da ban đêm cho mọi người xem nha. Mọi người không biết là nếu như mọi người sử dụng kem dưỡng da ban đêm đi ngủ ấy, mà cái người nằm bên cạnh mình sẽ rất là thích thú cái mùi, bởi vì cái mùi thơm của kem dưỡng da ban đêm rất là quyến rũ. Và cái bước kem dưỡng da ban đêm này sẽ giúp cho chúng ta da của chúng ta mềm mịn và mượt mà, da em bé nó sẽ truyền các cái dưỡng chất vào trong da của mình, nên cái bước dưỡng da ban đêm cũng rất là quan trọng, không kém cái bước kem ủ trắng đâu mọi người ạ. Đó, chúng ta sẽ lấy một lượng vừa đủ ra tay. Như Quỳnh sử dụng sắp hết rồi sao mãi nó không ra. À đây rồi. Đó. Kem dưỡng da ban đêm giúp da của mình mềm mịn. Nếu như sữa tắm và kem ủ trắng giúp nuôi dưỡng từ sâu bên trong và giúp cho da của mình trắng sáng từ sâu bên trong, bật tông từ sâu bên trong, thì kem dưỡng da ban đêm không những giúp dưỡng trắng da mà nó còn làm cho da của mình mềm mịn như da em bé luôn ấy mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy không? Nhìn này, rất là mềm, mọi người không? Rất là mướt, mịn. Và cái điều đặc biệt ở Skin ANC, kem dưỡng da ban đêm đó là nó sẽ không hề bị bết, bị dính. Quỳnh khách những cái gì bị bết, bị dính cực kỳ luôn. Nên là Quỳnh mà sử dụng sản phẩm gì nó cứ phải thẩm thấu thật nhanh ở bên trong của mình ý. Bởi vì nằm ngủ nó cứ bết dính, khó chịu chết được ý. Đó, mọi người thấy không? Nó rất là mềm, mịn này, sở thích. Không biết phải diễn tả thế nào đâu, nhưng mà mềm, mịn lắm ý mọi người ạ. Đó, mọi người đã thấy hiệu quả sau khi mà Quỳnh sử dụng Skin ANC chưa? Đó là một điều mà Quỳnh thực sự rất là thích. Nếu như các bạn đi sử dụng Skin ANC đi ra bên ngoài thì các bạn nó sẽ không hề bị bắt nắng như các kem ủ trắng khác. Mà Quỳnh cũng đã nói ngay từ đầu là nó sẽ không hề kiểu trắng bạch tạng đâu, mà nó sẽ nuôi dưỡng từ sâu bên trong để cho mình trắng, mà trắng cái độ đàn hồi da của mình rất là thích. Bây giờ thì Quỳnh sẽ
ấy, kem make up, kem dưỡng da ban ngày nó sẽ thay thế bước make up và đấy sẽ giúp chúng ta chống nắng. Trong này có thành phần chống nắng mọi người ạ. Để khi mà đi ra ngoài thì các bạn sẽ thấy da của mình rất là trắng sáng, mịn màng luôn. Nó còn mềm nữa cơ. Đó, đây, mình sẽ cho một lượng vừa đủ. Mình sẽ test ra cổ của mình cho mọi người xem nhá. Nó sẽ giống như kiểu, nếu như bình thường các bạn đi ra ngoài mà hay sử dụng đập kem lên người cho trắng ấy, thì đối với Skin IC này, đây không phải là đập kem mà cho trắng, mà nó sẽ nuôi dưỡng, nó là kem dưỡng da ban ngày mà nó còn thành phần chống nắng nữa. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, thấy không? Đấy, rất là trắng mịn mà không hề bị vân tay, mà ngược lại da của mình rất là mềm. Cái bước này đối với Quỳnh cũng quá là quan trọng, bởi vì bước nào Quỳnh cũng thấy quan trọng. Các bước kia thì là các bước để truyền dưỡng chất và thúc đẩy quá trình để cho da của mình từ sâu bên trong trắng sáng, từ sâu bên trong. Thì đối với kem dưỡng da ban ngày thì sẽ chống nắng, chống tia cực tím, nên Quỳnh rất tự tin nên ra ngoài mặc áo hay dây luôn, mặc quần áo ngắn ý. Đó, mọi người thấy không, trắng không, trắng mà không để lộ lại một vết. Nhìn bên này Quỳnh chưa, mình chưa thoa kem nhá. Bên này thì Quỳnh đã thoa kem đây, rồi thấy không? Đó, ôi, trắng sáng và bảo vệ làn da của mình dưới tia cực tím và dưỡng da của mình, là kem dưỡng da ban ngày luôn nhá. Nó là dưỡng da cho da của mình mềm mịn. Bạn còn có kem chống nắng bên trong nữa, mọi người thấy không? Đây, đấy, Quỳnh sẽ cho một ít lên kem dưỡng trắng da ban ngày lên cả tay, mà khi mà Quỳnh vừa bôi kem ban đêm nó sẽ cho lên cả tay nữa, không những cổ mà cả tay, mọi người thấy không? Nhìn này, nó không hề để lộ vân kem tay một chút nào nhá. Quỳnh nhắc lại nhá, nếu như bạn nào mà muốn được tư vấn rõ hơn thì mọi người nhớ là hãy để lại số điện thoại dưới clip này. Chuyên viên tư vấn của Skin IC sẽ gọi điện và tư vấn cho mọi người. Nhưng mọi người nhớ nhá, nên mua bộ combo sản phẩm này để giúp da của mình trắng sáng mịn màng hơn. Nhìn thấy cổ Quỳnh này, đẹp không? Mịn không? Mịn màng lắm luôn. Không ai nghĩ là Quỳnh đánh kem dưỡng da ban ngày đi ra ngoài đường luôn. Thật sự, mọi người sẽ nhìn thấy da của mình rất là mềm mịn như da em bé. Vậy là vừa rồi thì Quỳnh ơi, vậy là vừa rồi thì Quỳnh đã test sản phẩm, đủ sản phẩm của Skin IC lên cơ thể của Quỳnh cho mọi người thấy. Đó là tất cả những cái gì mà cảm nhận của Quỳnh mà Quỳnh muốn nói đến cho mọi người. Và bây giờ Quỳnh nói thì mọi người sẽ chỉ hiểu được một phần thôi, nên Quỳnh nghĩ là mọi người hãy để lại số điện thoại dưới clip này. Chuyên viên tư vấn của Skin IC sẽ gọi điện và tư vấn cho mọi người. Và Quỳnh khuyên mọi người, thực sự ấy, Quỳnh khuyên chân thành của Quỳnh là mọi người nên mua hết combo bộ 3 sản phẩm của Skin IC để được tặng kèm theo chai dưỡng trắng da nữa. Bởi vì chai này cũng rất là quan trọng, bởi vì nó kích thích để nó để kích thích để cho những cái sản phẩm khác nó truyền vào trong cơ thể của mình, để các cái dưỡng chất được hấp thụ nhanh hơn, để nuôi dưỡng từ sâu bên trong hơn. Mọi người nhớ để lại số điện thoại để chuyên viên tư vấn gọi cho mọi người nha, để Quỳnh nhắc lại không mọi người quên mất. Và Quỳnh cũng sẽ nhắc lại số giá tiền của bộ sản phẩm combo Skin IC. Đó là khi mà các bạn mua một chai lẻ sẽ chỉ có giá là 490.000, nhưng khi các bạn mua combo bộ 3 sản phẩm sẽ chỉ còn có giá là 1.470.000 thôi. Quỳnh nói xong hết tất cả cảm nhận của Quỳnh rồi, Quỳnh cũng thấy nhẹ lòng, bởi vì Quỳnh rất muốn làm clip này cho mọi người từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay thì Quỳnh mới được nghỉ quay để Quỳnh có thể làm review chọn combo sản phẩm, cái bộ sản phẩm khiến cho làn da của Quỳnh trở nên mịn màng như da em bé và trắng sáng như thế này đây. Tất cả là nhờ Skin IC. Love you.